PSG bị tịch thu sân công viên các hoàng tử. PSG đã chi 85 triệu euro trong vài năm qua để nâng cấp trang thiết bị và sức chứa của sân công viên các hoàng tử. Đội bóng này cũng sẵn sàng chi thêm 500 triệu euro để tân trang và mở rộng. Đây là một động thái để PSG có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ và cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu châu Âu khác. Tuy nhiên, thị trưởng Paris là Anne Hidalgo quyết định không bán sân công viên các hoàng tử cho PSG. Hai bên đã đàm phán về một thương vụ mua bán nhưng không đạt được thỏa thuận. Được biết, Hidalgo vẫn muốn hợp tác với PSG để hiện đại hóa sân vận động. Tuy nhiên, PSG không muốn chi tiền cho một sân vận động không thuộc sở hữu của họ. Công viên các hoàng tử là sân nhà của PSG kể từ năm 1970. Nhưng bây giờ, PSG sẽ phải tìm kiếm một sân vận động mới làm sân nhà vì không thể cải tạo một sân đấu đang ngày càng xuống cấp. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.